Chào các bạn, Tiếng Cá Tiêu đây. Mình đã nói về chủ đề con mắt thứ ba trước đây, nhưng đó là khi mình mới bắt đầu dạy bơi người cá. Vì thế video ấy chưa nói rõ ràng lắm cho các học viên người cá biết. Đó là lý do tại sao mình muốn làm một cái video khác về vấn đề này. Trước khi chúng ta đi vào vấn đề, mình muốn cảm ơn đến động lực để thực hiện video này. Đó là câu lạc bộ Tiên Cá. Dù sao, trong hành thiên niên kỷ, nhân loại luôn bị mê mặc với những gì nằm ngoài lĩnh vực vật lý. Và phần lớn trong chúng ta đều không quan tâm hay tự đóng khung chính mình với siêu nhiên là những thứ vượt quá hiểu biết về thiên nhiên và thực tế, là những thứ mà không thể quan sát được, hoặc một phần của vũ trụ hay một vật chất hữu hình có thể đo lường được. Chúng ta có xu hướng tự nhiên tò mò tìm hiểu những điều chưa biết. Đó là lý do tại sao nhiều người trong chúng ta tiến được đến những thứ siêu việt và thần thánh. Và trong số những người tin rằng có cái gì đó nằm ngoài thế giới vật chất của chúng ta, có một số người tuyên bố rằng có một cách để phá vỡ rào cản, ngăn cản giữa vật chất và tinh thần. Có một cách để con người nhìn thấy những gì lẽ ra không thể thấy, những gì lẽ ra không thể nghe và cảm nhận được, những gì lẽ ra không thể nhận thức được. Đây là cái mà họ gọi là con mắt thứ ba. Và con mắt thần bí này được cho là trong mỗi người bẩm sinh đều có. Trong đạo Phật gọi đó là Phật tánh. Còn trong lĩnh vực khoa học và sinh học hiện đại được nhắc đến với tên gọi là tuyến tùng. Khoa học và sinh học đã từng giải thích về nó rằng tuyến tùng, còn gọi là thể tùng quả, là một tuyến rất nhỏ mà các bác sĩ cho biết là nó nằm trong não, kích thước không lớn hơn hạt đậu, mà nằm sâu bên trong trung tâm của não bộ giữa hai bán cầu trái và phải. Tuyến nội tiết này được đặt theo chữ Latin là pineal, nghĩa là hình trái thông. Nó được đặt tên như vậy vì hình dạng giống quả thông. Tuyến tùng là một cơ quan rất nhỏ, màu đỏ xám, chừng khoảng 1 cm, chiều dài thôi, và gắn liền với phần ở giữa phía sau vòng não thất thứ ba của con người. Nó bao gồm các tế bào hình quả thông cũng như các tế bào thần kinh, và không có mục đích chính gì cả. Cho đến nay thì thấy tuyến tùng tiết ra một loại hormone gọi là melatonin, có kết cấu đơn giản nhưng lại rất đặc biệt, bởi vì nó hấp thụ ánh sáng, là hormone xử lý thông tin trong môi trường ánh sáng và gửi đến cho các bộ phận khác trong cơ thể con người. Theo các nhà nghiên cứu, melatonin có hai chức năng trong con người. Thứ nhất giúp điều hòa đồng hồ sinh học, thứ hai là điều hòa sản xuất kích thích tố. Nhịp chu kỳ sinh học của con người là 24 giờ, đặc trưng bởi chu kỳ thức ngủ. Ánh sáng ban ngày và bóng tối sẽ tác động đến nhịp sinh học của một con người. Khi tiếp xúc với ánh sáng, mức melatonin sẽ giảm đi để kiểm soát nhịp sinh học. Mức melatonin sẽ giảm thấp vào ban ngày và tăng lên vào ban đêm. Nó ảnh hưởng rất lớn đến phản ứng của cơ thể, được đo theo chiều dài của ban ngày cho đến ban đêm, ảnh hưởng rất lớn đến giấc ngủ. Melatonin đóng vai trò chính cho việc điều chỉnh thói quen ngủ của chúng ta. Mặc dù mức độ của tác động này vẫn còn đang gây tranh cãi, vì người ta chưa biết cái liều lượng của cái hormone nó tiết ra là bao nhiêu, thì melatonin cũng ngăn chặn bài tiết hormone của tuyến yên nữa, hỗ trợ cho việc điều chỉnh chức năng của các cơ quan sinh sản như là buồng trứng và tinh hoàn. Đối với một cấu trúc nhỏ bé như vậy, tuyến tùng vẫn là một bí ẩn đối với người thường. Con người vẫn đang nghiên cứu và muốn tiến gần hơn để hiểu về cái cơ quan bí ẩn này. Nhưng thành người cá bạn sẽ biết tất cả về tuyến tùng. Chỉ cần học cách nhiếp tâm vào hơi thở khi bơi trong nước, đến khi không còn mệt mỏi, đau nhức cơ thể, thì bạn cũng sẽ điều khiển được hoạt động của tuyến tùng. Chắc chắn bạn sẽ không còn ham muốn tình dục, thèm khát thích động vật và trở thành nhà du hành vũ trụ xuyên cả thời gian và không gian. Bây giờ bạn có thể hỏi, nó là một cơ quan nhỏ, sao lại có thể gọi là con mắt thứ ba? Dạ, trong quá khứ và cho đến bây giờ, truyền thống tâm linh và tín đồ ngộ đạo đã có tiếng tùng như là con mắt thứ ba lâu đời lắm rồi. Và việc khai mở nó có liên quan đến mức độ thần bí cao hơn bằng cách hướng nội, sáng suốt và trí tuệ. Trên thực tế, Rene, cha đẻ của triết học hiện đại, đã mô tả tuyến tùng như một nơi ngự trị của linh hồn trong nhiều thập kỷ qua. Tuyến tùng thật sự đóng vai trò kết nối giữa khái niệm tâm linh và nhiều truyền thống cổ xưa, cũng như được trưng bày tinh tế trong những nơi lưu trữ hiện đại. Ví dụ như hình quả thông được tìm thấy trong nhiều hiện vật
và các nền nghệ thuật truyền thống khác nhau, như là biểu tượng của sự giác ngộ và bất tử. Chẳng hạn, người Ai Cập cổ đại rất coi trọng tuyến tùng, thậm chí nó còn được bảo quản riêng trong quá trình ướp xác. Ngoài ra, văn hóa Ai Cập cũng gắn liền với biểu tượng của một con mắt rất phổ biến trong hiện vật và phát hiện của họ. Trong thần thoại Hy Lạp thì cái vị thần Hy Lạp Dionysus mang một quyền trượng hình quả thông, trong khi thiên chúa Babylon cũng được vẽ cầm một quả thông. Mặt khác, đạo Hindu đều vẽ tất cả vị thần của họ có một con mắt thứ ba trên trán, giữa hai con mắt ở trên khuôn mặt. Ngay cả trong đức tin Công giáo La Mã cũng sử dụng hình quả thông như một biểu tượng, và không chỉ nhà thờ Thiên Chúa sử dụng tượng điêu khắc khổng lồ hình quả thông ở quảng trường Vatican, mà trong tín ngưỡng của họ cũng sử dụng đồ trang trí như nến được thiết kế hình quả thông. Tuyến tùng cũng được tìm thấy ở mặt sau của tờ $1, được gọi là con mắt nhìn thấy mọi vật. Một số người muốn che đậy sự thật lập luận rằng đây chỉ là một miêu tả tinh tế về mối quan hệ gần gũi của hội tam điểm, đồng thời cũng sử dụng rất nhiều biểu tượng hình quả thông hay tuyến tùng. Tuy nhiên, những người sáng suốt cho rằng đó là sự tham chiếu khả năng thần bí của con người đang ẩn bên trong một tuyến nội tiết. Ngày nay đã có nhiều người cho rằng con mắt thứ ba hay tuyến tùng của mỗi người có thể được kích hoạt với tần số của thế giới tâm linh, cho chúng ta sức mạnh để cảm nhận sự hiểu biết toàn năng giống như thần, và khả năng nhất tâm chánh niệm để liên kết với mọi thứ xung quanh chúng ta. Người ta tin rằng tuyến tùng có thể điều chỉnh các tần số thích hợp nhờ vào thiền định, yoga và các phương pháp tập luyện bí truyền khác. Và khi một người đạt đến trạng thái này, người đó sẽ có thể chu du đến các chiều không gian khác, được biết đến là một trạng thái du thần hay xuất thần thông qua các phương pháp tiên tiến của cổ đại. Người ta cũng tin rằng con người có khả năng kiểm soát suy nghĩ và hành động của người khác trong thế giới vật chất, giống như Tiêu đã dùng cảm âm để điều khiển ý chí của rái cá. Không phải loại vật nào Tiêu cũng có thể bắt được tần sóng của nó, chỉ một số con thôi, bởi vì Tiêu là một tiên cá bình thường. Nhưng còn các bạn thì chắc là sẽ hơn hẳn Tiêu rồi. Bây giờ bạn có thể nghĩ, giả sử tất cả điều này là đúng, hãy nói rằng chúng ta có một con mắt thứ ba, tại sao chúng ta lại không thể sử dụng nó? Tất nhiên có nhiều lý do và bí ẩn trong đó. Còn Tiêu xin chia sẻ chân tình một chút thôi nha. Chính sự chấp trước và những định kiến trong xã hội đã kìm nén sự phóng thích tiềm năng ẩn chứa trong tuyến tùng của bạn. Nghĩa là bạn bị lệ thuộc vào những suy nghĩ của người thường, chỉ thấy có tiền là trên hết, mà không phải nghĩ sống hòa hợp với thiên nhiên và động vật mới là tất cả. Vào cuối những năm 1990 thì những nghiên cứu về ảnh hưởng của chất natri fluorine tác dụng lên tuyến tùng đã được thực hiện, đã xác định rằng tuyến tùng nhỏ bé này là mục tiêu hủy diệt của chất fluorine, vì nó có thể hấp thụ fluorine nhiều hơn bất kỳ bộ phận nào khác trong cơ thể con người. Tuyến tùng giống như là một thổi 500 hút fluorine vậy đó, dẫn đến hiện tượng voi hóa tuyến tùng, làm ngăn cản nó thực hiện các chức năng sinh học cũng như chức năng tâm linh. Ngày nay fluorine rất phổ biến trong thực phẩm của chúng ta, đồ ăn thức uống của chúng ta đều có, tất cả nguồn nước uống trên thế giới đều chứa fluorine. Giờ đây, nước có chứa fluorine luôn là chủ đề gây tranh cãi, không chỉ cho những người có đức tin tâm linh mà đối với tất cả mọi người. Mặc dù người ta vẫn thừa nhận rộng rãi rằng chất fluorine chỉ độc hại ở liều lượng cao, nhưng xu thế trong thế kỷ 20 này là luôn thêm chất fluorine vào nước uống của con người với liều lượng được coi là an toàn. Bạn đang băn khoăn xu hướng này bắt đầu từ đâu à? Thì chính là vào thời phát xít Đức Quốc xã, được đưa vào các trại tập trung của họ cho các tù nhân uống vào để dễ bảo, dễ nghe lời và không đặt nghi vấn với giới chức thẩm quyền. Mà bạn có biết những tù nhân của Đế Quốc xã là ai không? Là người Do Thái, là những con người được mệnh danh là thông minh nhất trái đất, là con cưng của Đức Chúa Trời, là những người đã được Chúa Giêsu chọn để mang lại những điều tốt đẹp nhất cho nhân loại, mà lại bị một cái thằng quỷ vương tên là Hitler diệt cỏ tận gốc kiểu như thế đây. Và thế giới này luôn đầy rẫy ma vương tái thế. Chư thiên chư Phật dù có cố công biến hiện muôn vàn hình tướng để giáo hóa chúng sanh cũng không thắng nổi cái ác ở cõi này. Nhưng dù sao bị hại chết cũng là cách nhanh nhất để vãng sanh, du lịch nghỉ dưỡng đến những thế giới tốt đẹp hơn. Vậy có ai muốn giết tiên cá không? Chứ mình chán sống ở cõi này lắm rồi đó, ăn uống chả được cái gì nữa cả. Hãy phỉ báng chữ rủa Tiêu nhiều lên đi mấy bạn, để mau hết duyên với thế giới này. Không là Tiêu sẽ nói tiếp đó. Theo giả thuyết của Đức Phật Thích Ca cho rằng con mắt thứ ba bị vô hiệu hóa để không ai có thể thành Phật,
khi còn đang sống. Hãy nghĩ thử xem nếu cả thế giới này đều mở được con mắt thứ ba, đều thành tiên Phật thì làm gì còn có dục, và làm sao còn có kẻ cai trị và người bị nô lệ nữa. Vì tất cả mọi người đều sẽ bình đẳng như nhau, tất cả muôn loài ai cũng có thần thông cảm ứng, đối với chúng ta sẽ rất tuyệt vời. Nhưng với một số người sinh ra mang nhiệm vụ hủy hoại thế giới này thì đó là một thảm họa với họ. Đúng vậy, triết lý nhà Phật tin rằng con mắt thứ ba là thanh khiết, nhưng vì chúng ta đang sống trong một thế giới tội lỗi, nhơ nhớp, đặc biệt là các hoạt động tình dục hay ăn uống ngủ nghỉ không điều độ cũng làm cho con mắt thứ ba bị động lại hoàn toàn. Chỉ có cách duy nhất để chúng ta có thể mở lại con mắt thứ ba là trở thành người cá, bơi lặn nhích tâm vào hơi thở được, kết hợp với yoga chịu đựng nỗi khổ của thân thể để mở ra giác quan thứ 6, và thiền định để thấu hiểu nỗi khổ của tâm thì tăng nhanh khả năng giác ngộ. Đây là lý do tại sao trong Phật giáo người ta tin rằng trẻ nhỏ, đặc biệt là trẻ lúc 6 tuổi, có thể nhớ lại kiếp sống trước kia của mình, bởi vì con mắt thứ ba của trẻ vẫn còn thanh khiết, nó không có bị đấm hoàn toàn. Vì con mắt thứ ba có thể nhìn thấy chiều không gian và thế giới trong quá khứ, trẻ nhỏ có thể nhìn thấy cuộc sống của quá khứ của mình và nhớ lại chúng là ai trước đây. Vậy bạn có muốn làm đệ tử của Tiên Khá Tiêu không? Dù bạn có tin hay không, một điều chắc chắn là khoa học vẫn đang bị cuốn hút vào nghiên cứu tiến tục, không phải để giúp các bạn giác ngộ, mà chỉ muốn kiểm soát các bạn nhiều hơn, như là phóng ra từ trường để biến bạn thành những con robot cứ làm việc ngày đêm không ngừng nghỉ, hay hút thời gian sinh học của bạn để họ bất tử, còn bạn thì sẽ già nua. Tại sao tôi biết điều đó? Thành tiên cá sẽ biết tất cả. Vậy còn chần chờ gì nữa mà không tiến hóa thành tiên cá, giải phóng khả năng tiềm ẩn của bạn chỉ bằng việc chú tâm vào hơi thở để khai mở con mắt thứ 3.